Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay khối không khí lạnh lại được tăng cường bổ sung thêm, duy trì tình trạng rét đậm, rét hại trên toàn khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên với bản chất của khối không khí là lạnh khô lại cộng thêm tác động của trường phân kỳ trên cao, vào đêm và sáng mặt đất còn bị phát xạ nhiệt vào trong không khí, nên vào thời điểm này trời đặc biệt rét sâu với nhiệt độ thấp nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 8 cho đến 11 độ ở vùng đồng bằng và từ 5 cho đến 8 độ ở vùng núi, tại một số vùng núi cao như là Sapa hay là Mẫu Sơn, sáng ngày hôm nay, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 0 độ, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, nên người dân cần đặc biệt lưu ý và có các biện pháp ủ ấm thích hợp cho cây trồng và vật nuôi tránh rét. Còn vào ban ngày, trời phổ biến là không mưa hứng nắng vào lúc trưa chiều, với độ ẩm không khí vào ban trưa khá thấp. Nhiều nơi độ ẩm thấp nhất giảm xuống dưới 50%, trời rét và khô hanh, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều tăng lên mức từ 18 cho đến 21 độ lùi xuống các tỉnh miền Trung. Mặc dù bị tác động của đới gió đông bắc rìa áp cao lạnh lục địa, tuy nhiên trường phân kỳ khô cũng bao trùm toàn bộ khu vực của miền Trung, nên trong ngày hôm nay, mưa chỉ xảy ra rải rác vào đêm và sáng với lượng không nhiều ở các tỉnh thành Trung Trung Bộ. Còn lại tại khu vực Bắc và Nam Trung Bộ, trời phổ biến là không mưa có nắng. Khu vực Bắc Trung Bộ trời cũng xảy ra tình trạng rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất giảm sâu xuống từ 9 cho đến 12 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng cũng giảm xuống còn 14 cho đến 17 độ. Phiền Nam Trung Bộ trời cũng lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ giao động từ 19 cho đến 22 độ. Khối không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía Nam cũng làm khu vực Tây Nguyên trời khá rét vào đêm và sáng, với nhiệt độ giảm xuống mức từ 11 cho đến 14 độ. Tại miền Đông Nam Bộ cũng cảm nhận được cái rét khi mà nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này giảm xuống còn 18 cho đến 20 độ, trong khi miền Tây Nam Bộ trời cũng xe lạnh với nhiệt độ vào đêm và sáng cũng giảm chỉ còn từ 20 cho đến 22 độ. Và ban ngày trời có nắng, nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều vẫn đạt ngưỡng từ 29 cho đến 31 độ tại khu vực Nam Bộ và với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều cũng chỉ tăng lên mức từ 22 cho đến 25 độ. Và tiếp sau đây, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Đến với thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay trời sẽ khô hanh và có nắng vào lúc trưa chiều, nhưng vào đêm và sáng trời rét bút với mức nhiệt chỉ khoảng từ 9 cho đến 11 độ. Nên khi ra ngoài vào thời điểm này, quý vị nhớ mặc áo thật ấm để bảo vệ cho sức khỏe. Đến gần trưa trời sẽ hửng nắng, nhiệt độ càng về gần trưa càng tăng và đạt giá trị cao nhất vào khoảng từ 19 cho đến 21 độ, đồng thời độ ẩm càng giảm thấp. Độ ẩm thấp nhất trong ngày giảm xuống dưới 50%, trời hanh khô, đường xá khô giáo thuận lợi cho mọi hoạt động lưu thông cũng như các hoạt động ngoài trời của quý vị. Có cùng chung kiểu thời tiết như ở thủ đô Hà Nội, nên ngày hôm nay ở thành phố Việt Trì trời cũng phổ biến là nắng giáo không mưa, khô hanh và độ ẩm thấp, thuận lợi cho bà con hong phơi nông vật phẩm. Tuy nhiên, trời rét bút vào đêm và sáng với nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 9 cho đến 11 độ. Trưa chiều trời ấm áp hơn, nhiệt độ tăng dần và đạt mức cao nhất giao động từ 18 cho đến 20 độ. Lùi xuống phía nam đến với thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay mưa tiếp tục giảm thêm chỉ còn xảy ra giải rác vào đêm và sáng. Còn ban ngày mưa giảm trời hứng nắng, thuận lợi hơn cho đời sống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối thấp, dao động nhiệt chỉ phổ biến từ 17 cho đến 20 độ nên trời khá rét. Nên khi lưu thông ngoài thị đường, quý vị cần mặc thêm áo len, áo khoác để bảo vệ sức khỏe. Tại thành phố Nha Trang dự báo trong ngày hôm nay trời tiếp tục khô ráo và ít mưa, có nắng. Trời xe lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 21 độ. Tuy nhiên càng về gần trưa nhiệt độ càng tăng, tiết trời ấm áp với nhiệt độ cao nhất ngày đạt vào lúc đầu giờ chiều, dao động trong khoảng từ 28 cho đến 29 độ. Lui xuống phía Nam, thời tiết ở khu vực Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhìn chung không có gì biến động so với những ngày hôm trước. Đới gió Đông Bắc Khô có cường độ trung bình vẫn thổi đều nên trời vẫn phổ biến là ít đến quang mây, không mưa, trời khô giáo và nắng vừa phải với nhiệt độ vào trưa và chiều chỉ ở mức từ 31 cho đến 32 độ. Vào đêm và sáng trời xe lạnh với nhiệt độ dao động từ 20 đến 22 độ. Nói chung thời tiết tương đối thuận lợi cho đời sống của người dân lui xuống miền Tây Nam Bộ đến với thành phố Cần Thơ. Thời tiết ở đây vẫn duy trì tiết trời khô giáo đặc trưng cho mùa khô của Nam Bộ. Trời hầu như là không mưa, ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ 30 cho đến 31 độ, rất phù hợp cho việc chăm sóc cây trồng hay là thu hoạch các vườn cây ăn trái của bà con miệt vườn. Tuy nhiên vào đêm và sáng trời cũng xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống từ 20 cho đến 21 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại!